Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay xin giới thiệu với các bạn là tổng quan một cái bộ chế xe 4 bánh giá gọi là rẻ nhất có thể và đủ dùng nhất. Đấy. Rẻ nhất thì ngày xưa mình có một bộ hơn 6 triệu. Thì tuy nhiên là động cơ thì nó hơi yếu một chút và nó chưa có hệ thống nhíp. Thì hôm nay bổ sung thành một cái bộ có nhíp. Và cầu trước thì có loại chưa hàn sẵn và loại cầu trước hàn sẵn luôn và một loại chưa hàn sẵn. Thì các bạn muốn rẻ thì mua cái loại chưa hàn sẵn về, các bạn tự hàn lấy thì nó sẽ rẻ đi được khoảng 200-300 nghìn. Thế còn loại hàn sẵn kia thì về nhà chỉ việc làm thôi, thì vẫn có hai lựa chọn cho khách hàng. Bộ này thì cái phụ kiện nhíp thì bên em không có mang ra đây vì là nó quen thuộc rồi. Các bạn có thể xem lại vài clip trước của em. Cái này thì bày ra nó sẽ khó hình dung. Nó sẽ rất là khó hình dung cho các bạn, cho nên là mình sẽ không có để phụ kiện ra đây. Đấy. Thì bộ này thì trang bị cho các bạn cấu hình động cơ 850W có số mạnh nhé. Với 850W này thì đủ đáp ứng cho các bạn làm xe 2 đến 4 chỗ rồi. Và trọng lượng xe thì khoảng 200 đến 300kg là dùng được. Đấy. Các bạn lưu ý nhé. Đối với xe điện nó khác. Các bạn đóng cái xác xe nhẹ nhất có thể thì nó sẽ đạt yêu cầu tối đa mà đỡ tốn điện. Nhẹ nhất ở đây là các bạn cứ đóng cái khung nhẹ nhất, sau đó các bạn gia cường ở những cái điểm yếu thì đấy nó mới là tối ưu, chứ các bạn đóng toàn khung to thứ nhất là rất tốn tiền và thứ hai là quá nặng cân. Đấy là về phần động cơ. Về phần cầu thì cầu trang bị cho các bạn là cầu có các cỡ chiều dài khác nhau thì tùy theo khách hàng. Cầu ở đây của em là cầu ở trong bộ này là cầu 1 mét, nắp bánh nó sẽ ra 1m1. Các bạn có thể tùy chọn cầu 1m1 ra 1m2, 1m2 ra 1m3 hoặc là cầu ngắn hơn cũng có. Cái này thì tùy khách hàng lựa chọn, giá thành là như nhau. Ở trên cầu ấy thì có tầng số mạnh. Đây là tầng số mạnh này. Đấy. Và dây cần số để sang số mạnh và số chậm. Đấy là phần động cơ. Điều khiển thì có điều khiển và chân ga, ổ khóa, công tắc đảo chiều. Công tắc thì sử dụng công tắc đơn giản như này thôi, nhưng mà đảo chiều thì hiệu quả. Đấy, tất nhiên các bạn có thể yêu cầu tay đảo chiều cũng được thì giá thành nó sẽ tăng lên. Tuy nhiên công tắc đảo chiều này nó rẻ, vẫn có chân phanh này, dây dầu này. Đấy. Đối với một số bạn nữa yêu cầu các loại bánh khác nhau thì ở đây mình cứ trang bị cái bánh vừa đẹp nhỏ nhỏ đấy mà giá thành thì nó vừa phải thì là cái mẫu bánh 403-8 đường kính 40 lốp vuông bản rộng 10 đấy, là bánh về mẫu bánh. Hệ thống lái thì là thước lái hai đầu nhé, đồng hồ này đồng hồ đơn thuần báo điện đấy nhé. Còn các bạn muốn báo đủ chức năng ấy, thì sẽ phải thêm khoảng 100 nghìn nữa thì sẽ có đồng hồ màn hình LCD báo hình đủ chức năng. Cái đấy là tùy khách hàng lựa chọn thôi. Phụ kiện phanh chân phanh tay là đầy đủ. Hệ thống lái cơ bản đấy. Cầu trước thì như lúc nãy đã nói sơ bộ thì có hai loại, một loại là em hàn sẵn giống như thế này, có hàn ống đây này. Hàn ống này thì có các cỡ từ 90, 1m, 1m1 và 1m2. Còn rộng hơn, dài hơn hay ngắn hơn 90 mà 1m2 thì các bạn lấy cầu rời. Hoặc là các bạn mua cái cầu rời này về các bạn hàn cái ống 60. Thì hàn vào đây người ta đã làm mặt bích chuẩn cho mình rồi. Đây, cái này nó là bằng thép cho nên các bạn hàn thoải mái. Đấy. Các bạn cũng có thể chọn mẫu bánh lớn hơn mà giá thành vẫn thế. Thì đây là cái mẫu có lựa chọn tiếp theo là mẫu đường kính 46, giá là ngang nhau và đường kính lớn hơn thì tất nhiên tốc độ nó sẽ nhanh hơn. Nhưng mà mẫu này thì nó là mẫu lốp tròn, không phải là bản lốp vuông.
Đấy. Hệ thống lái thì tùy theo nhé. Đây. Phanh cơ tambua 160. Đấy. Kim ốc 710. Còn bộ này thì trang bị luôn cả sạc cho các bạn nhé. Thì ở đây nó sẽ có hai cấu hình là cấu hình 5 bình và 4 bình. Đấy. 5 bình và 4 bình thì theo như mình, các bạn làm xe thì nên chọn cái cấu hình là 5 bình. Thì quãng đường đi được nó sẽ nhiều hơn một chút. Giá thành nó cũng không chênh nhau bao nhiêu. Một bộ 5 bình như này nó chỉ rơi vào tầm khoảng 2 triệu rưỡi thôi. Cộng với cái bộ này thì em sẽ báo giá theo từng loại. Có nhíp, không có nhíp, có bình và không có bình. Tức là sẽ có nhiều cái lựa chọn để cho khách hàng mua. Nhíp thì có thể dùng nhíp hoặc dùng hệ thống treo lò xo. Đấy, hệ thống treo lò xo thì sẽ có một cái video giới thiệu sơ cua vào trong cái đoạn cuối video này. Để hệ thống treo lò xo đấy cho các bạn lựa chọn. Hệ thống treo lò xo thì êm hơn. Đấy. Cầu thì cũng có thể dùng cầu phanh đĩa hoặc cầu phanh cơ. Cuối video thì em cũng sẽ giới thiệu cho các bạn cái cầu phanh đĩa để cho các bạn lựa chọn. Rất nhiều lựa chọn cho các bạn. Và các bạn có thể lựa chọn cái bánh đẹp hơn. Đấy thì chọn mẫu bánh nào thì tính tiền mẫu bánh đấy. Đây giới thiệu thêm cho các bạn một số mẫu bánh nữa nhé. Thêm một cái mẫu bánh này đắt hơn này. Mẫu này là mẫu 400-10 nhé. Mẫu này có đường kính là 48-48cm này. Bản rộng là 10 này. Đường kính là 48-46-48 này. Tải trọng là 280kg trên một bánh này. Đây là một cái mẫu bánh như vậy. Đây. Đây là cái vân của cái lốp này. Vân nhắn nhé. Và giới thiệu thêm đến các bạn là một cái mẫu bánh nữa là mẫu bánh này là 22 205/50-10. Cái mẫu này thì đường kính của nó là 45, bản rộng của nó là 20. Đấy, cái mẫu này là mẫu dạng như là xe sân gôn các thứ đấy, là các bạn có thể có nhiều lựa chọn nhé. Thì mình sẽ để giá theo từng mẫu bánh một. Hoặc là mẫu bánh 19 × 7 − 8 này. Thì các bạn chọn mẫu gai địa hình như này. Đấy. Thì đây là sẽ là tổng thể một cái bộ nó như vậy đây. Tất cả các mẫu bánh này. Đấy. Thì các bạn có thể lựa chọn nhiều lựa chọn khác nhau nhé. Video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Mọi thắc mắc về giá thành sản phẩm thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0983818955 và số điện thoại thứ hai là 0943581611. Các bạn xem video thì nhớ nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những thông báo mới khi những sản phẩm mới đăng lên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.